Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc len về chiếc kẹp tóc cây thông Noel như thế này. Và để móc được chiếc kẹp tóc này thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình phần thân kẹp. Phần thân kẹp này thì các bạn sẽ lên cho mình 13 bính, sau đó các bạn lên cho mình 3 hàng. Tiếp tục phần thân cây này thì các bạn sẽ lên cho mình 13 bính, sau đó các bạn lên cho mình ở mỗi chân móc là mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc giảm mũi cho mình ở mỗi hàng, các bạn sẽ giảm cho mình hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc một đơn, một giảm, một đơn và một giảm. Tiếp tục hàng thứ ba chúng ta lại móc một đơn, một giảm và một đơn. Tiếp tục mình sẽ móc như thế cho đến mũi giảm trên cùng. Sau đó các bạn sẽ móc phần viền màu trắng này tượng trưng cho là tuyết, phần màu đỏ này sẽ là phần của các cái quả bóng. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay và làm chiếc kẹp tóc này nhé. Nguyên vật liệu cần chuẩn bị gồm có một con len màu đỏ, một con len màu trắng, một con len màu xanh, một con len màu be, một kim móc len, một kim khâu len, một cây kéo. Các bạn móc len cho mình 13 bính. Móc vào chân móc thứ hai. Mũi đơn. Tiếp tục móc 10 mũi móc đơn. Cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp tục móc 10 mũi móc đơn. Cuối móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp tục lên một bính. Tiếp tục móc chân móc đầu tiên. Hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp tục móc cho mình là 10 mũi móc đơn. Chân móc cuối móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Thank you.
hai chân móc cuối, mỗi chân móc, móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Lên cho mình một bến chân móc đầu tiên, móc một mũi đơn chân thứ hai, hai mũi móc đơn vào một chân, tiếp tục móc mũi móc đơn cho mình 10 mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 10 mũi bính. Sau đó móc ngược lại cho mình ở mũi chân móc
Lên cho mình một bính, lật ngược lại, tiếp tục móc cho mình một đơn. Chân thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi giảm. Một mũi giảm. Một mũi đơn. Tiếp tục lên một bính. Móc vào chân móc đầu tiên. Một đơn. Tiếp tục móc một mũi giảm. Lên một bính, tiếp tục móc một mũi đơn. Tiếp tục lên một bính. Móc cho mình một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi giảm. Lên một bính, tiếp tục chân móc cuối, các bạn móc cho mình một mũi giảm. Lên một bính. Tiếp tục các bạn sẽ móc ngược lại cho mình ở mũi chân móc một mũi đơn. Thank you.
Rồi các bạn sẽ móc mũi đơn ở phần viền cho mình. Các bạn sẽ móc mũi đơn cho đến hết hàng.